Chào giám đốc, cô xuống lâu chưa ạ? Anh làm ăn kiểu gì đấy? Cô nói gì tôi không hiểu. Anh nhìn lại xem, tiến độ như thế này bao giờ mới xong? Thưa giám đốc, tôi đã cố gắng đốc thúc rồi, nhưng mà không hiểu sao mấy tổ thợ chính cứ thay nhau nghỉ việc hết. Thành ra bây giờ công trường hơi thiếu người ạ. Tại sao bọn họ lại nghỉ? Có phải anh nói nặng lời hay là chặn tiền công của bọn họ không? Không phải đâu ạ. Vậy thì tại sao? Anh có biết họ nghỉ chỗ mình thì sang chỗ nào làm không? Hình như là sang công ty TJ ạ. Tin này có chính xác không? Tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng thôi, nhưng chắc là không sai đâu ạ. Thế thì lạ thật chứ. Tiền nong sòng phẳng, đãi ngộ của mình cũng không tệ. Tại sao bọn họ lại bỏ mình mà đi chứ? Có gì anh nói nhanh đi, ngập ngàn tao mừng cái gì? Giám đốc, theo như tôi điều tra được thì công ty BJ trả lương cao hơn bên mình đấy ạ. Sao lại vô lý thế nhở? Mình trả lương thế này gần như là để lấy tiếng thôi, chứ không còn lãi nữa. Vậy mà bọn họ còn trả lương cao hơn, chắc chắn là lỗ còn gì. Chuyện cụ thể như thế nào thì tôi cũng không rõ, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có lý do đó là thuyết phục nhất thôi ạ. Thôi được rồi, anh vào làm việc tiếp đi. Giám đốc không vào trong ạ? Tôi còn có việc quan trọng hơn phải làm. Vâng, vậy chào giám đốc ạ. Mà em ngồi. Anh làm vậy là có ý gì? Em nói gì vậy? Anh không hiểu. Anh làm ơn chơi quân tử một chút đi. Lén lút đâm sau lưng người khác như thế, anh không thấy hèn à? Chuyện này, tôi với anh thân lắm à? Phiền anh xưng hô cho đúng không? Thôi được. Giám đốc Tuyền, trước giờ anh rất ngưỡng mộ em, và cũng muốn lấy em làm vợ. Nhưng không phải vì thế mà em thích nói anh như nào thì nói đâu nhé. Dám làm không dám nhận. Anh không đáng mặt đàn ông đâu. Em muốn nói đến chuyện gì? Anh lén lút cho người lôi kéo, dụ dỗ thợ của tôi, làm cho công ty tôi chậm tiến độ. Anh tưởng tôi không biết à? Anh còn tưởng là chuyện gì. Đúng là mấy hôm trước anh có nghe báo cáo có mấy tổ thợ xin vào công ty anh làm. Tuy nhiên anh không quan tâm lắm, là do đội kỹ thuật họ làm. Bây giờ em nói anh mới biết đấy là tổ thợ bên em đấy. Ok, vậy thì để tránh việc em hiểu nhầm anh sẽ lập tức đuổi việc đám thợ đó luôn. Em thấy sao? Anh bớt diễn kịch đi. Anh tưởng tôi vẫn còn là đứa con gái ngây thơ ngày nào à? Anh thật sự là không làm. Em tin hay không thì tùy. Tôi tin anh mới lạ đấy. Tôi đến đây nói như vậy chỉ để anh hiểu thôi. Từ giờ bớt giở ba cái trò vặt vãnh đi. Anh càng làm như vậy chỉ càng khiến tôi xem thường anh thôi. Xem thường anh à? Cứ đợi đi. Chủ tịch cho gọi em ạ. Đây là bản báo cáo kỹ thuật khu đô thị phía đông thành phố mới gửi về đúng không? Dạ vâng, sáng nay kỹ thuật trưởng vừa mới gửi lên cho em ạ. Khu A là của công ty nào thi công vậy? Dạ, công ty JB ạ. Hình như cô là người trực tiếp làm việc với giám đốc bên đó đúng không? Dạ vâng, hôm đó chủ tịch đi công tác nên đã ủy quyền lại cho em ạ. Chủ tịch, có chuyện gì không ổn ạ? Sợ là với tiến độ này, họ không hoàn thành được trong năm nay đâu. Sao lại vô lý như thế nhỉ? Công ty JB nổi tiếng về dồi dào nhân lực, sao lại chậm tiến độ được ạ? Được rồi, cô cứ về làm việc đi. Nhớ ngày mai thu xếp lịch để tôi xuống đấy thị sát xem sao. Sáng mai ạ? Đúng vậy, có vấn đề gì ạ? Dạ, ngày mai chủ tịch có cuộc gặp với giám đốc công ty BJ để ký kết về việc trở thành đối tác chiến lược của hai bên ạ. Cô thay tôi tiếp đón giám đốc bên đó đi. Dạ. Sao vậy? À, không có gì. Em xin phép về thu xếp lại lịch ạ. Em xin phép.
Anh kia. Chào cô. Anh làm gì ở đây? Tôi muốn vào trong này tham quan một chút, không biết là có được không? Tự nhiên anh lại muốn vào trong này tham quan, là có mục đích gì? Tôi tò mò chút thôi. Tò mò á? Vậy công ty BJ trả anh bao nhiêu để anh tò mò thế? Cô nói gì tôi không hiểu. Không hiểu á? Anh định vào trong này lôi kéo hết thợ của tôi đi, xong thì anh mới hiểu đúng không? Này cô, tôi thực sự chỉ muốn vào trong kia tham quan một chút. Cô lại vấn đề đi xa quá, tôi chẳng hiểu gì cả. Vẫn còn cãi được à? Được, để tôi lôi anh đến chỗ giám đốc Long đối chất, xem anh ta sẽ nói gì với tôi. Đi. Cô làm cái gì vậy? Đến gặp ông chủ của anh. Anh không dám à? Tôi đã nói rồi, cô đang có sự hiểu lầm rất lớn ở đây đấy. Chỉ vì anh lôi kéo thợ của bên tôi đi mà chậm mất bao nhiêu tiến độ. Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh à? Tôi chẳng lôi kéo ai cả. Tôi đến đây là để tham quan. Còn cô tin hay không ấy thì tùy. Tự nhiên sao lại muốn tham quan? Đây có phải khu du lịch đâu mà tham quan. Anh muốn tìm lý do thì tìm lý do nào đó hợp lý vào. Vậy cô đang giữ chức vụ gì ở đây mà lại hống hách như vậy? Hống hách á? Tôi tha chứ cho người đánh anh thì thôi. Ở đó mà ăn nói hồ đồ. À, tôi hiểu rồi. Anh hiểu gì? Hẳn là nhiều tổ thợ cứng rời đi nên tiến độ của khu A mới bị chậm như vậy đúng không? Anh... Tại sao anh lại biết mấy chuyện này? Chẳng phải cô vừa nói đấy thôi. Ý của tôi là tại sao anh lại biết khu A công ty tôi đang thi công đang chậm tiến độ? Anh là ai? Cô còn chưa trả lời tôi đâu. Tôi là Tuyền, giám đốc công ty JB. Tính tình nóng nảy hấp tấp như vậy, bảo sao? Anh nói vậy là có ý gì đây? Tôi nhắc lại, tôi không phải là người của công ty BJ, lại càng không có ý định vào đây lôi kéo thợ đi đâu cả. Vậy anh nhất quyết vào trong đó để làm gì? Cô hỏi nhiều làm gì, đấy là chuyện cá nhân của tôi. Vậy tôi nhất định cũng sẽ không tha cho anh đâu. Nhanh theo tôi lên công an làm việc. Cô có vấn đề à? Tự dưng đòi lôi tôi lên công an làm việc là sao? Anh lôi kéo, dụ dỗ thợ của tôi nghỉ việc, làm chậm tiến độ công trình của tôi, tổn thất mất bao nhiêu tiền bạc và danh tiếng của tôi. Anh nghĩ xem, tôi có nhịn nổi cục tức này không? Cô không nên nhịn, thế nhưng cũng đừng đổ oan cho tôi thế chứ. Đây không phải là một hành vi vi phạm pháp luật nên cô không thể đưa tôi lên công an được. Bình tĩnh lại đi cô giám đốc. Vậy anh trả lời tôi đi, anh vào đây có mục đích gì? Tôi cần việc làm, cho nên tôi muốn vào đây tham quan một chút, xem môi trường làm việc thế nào để xin làm công nhân thôi. Anh nói thật à? Xem như tôi tin anh một lần, nhưng để tránh rắc rối, tôi sẽ đưa anh đi. Cô không cần phải vất vả thế đâu, tôi tự đi được. Thôi được rồi, chẳng mấy khi được hẳn giám đốc dẫn đi kiếm việc làm thế này, quả thật là vinh dự. Phiền cô dẫn đường. Xin mời. Hôm nay chủ tịch bận rồi, chỉ có một mình tôi đến thôi. Dạ thưa Kỳ Vân, không biết là hôm nay chủ tịch bận gì mà lại thay đổi lịch đột ngột thế ạ? Không hiểu gần đây công ty JB làm ăn kiểu gì mà để chậm trễ tiến độ so với kế hoạch, cho nên chủ tịch đang xuống dưới đây để thị sát xem thế nào ạ. Thật vậy ạ? Công ty người ta gặp nạn đến nơi, tại sao anh lại vui vậy? À, làm ăn là vậy mà, cơ hội của người này mất đi thì sẽ tạo cơ hội cho người khác. Tôi nói thế có phải không ạ? Anh mà để chủ tịch nghe thấy câu này thì chủ tịch sẽ không vui đâu. À, mong cô chỉ bảo thêm ạ. Phương châm của chủ tịch là cùng hợp tác và phát triển, chứ không phải triệt tiêu nhau để tồn tại. Cách đó chỉ được một thời gian thôi, chứ không trường tồn mãi được. Hóa ra là vậy. Chủ tịch đúng là người vĩ đại ạ. Mà thôi, chúng ta bỏ qua mấy việc ngoài lề đi, bắt đầu vào công việc chính. Lát nữa tôi còn bận rất nhiều việc. À, vâng ạ. Dạ, em chào anh ạ. Xin lỗi giám đốc Long, không hiểu sao hôm nay giám đốc Tuyền xuống công trình cứ ở lì đấy, không chịu đi đâu cả, nên là tôi không rút ra được. Chỉ có mình Tuyền thôi à? Hình như là cô ấy dẫn theo một người, nghe đâu là công nhân mới, nên là tôi không để ý ạ.
Sao vô lý vậy nhỉ? Thư ký Vân nói chủ tịch Phan Anh đích thân xuống thị sát cơ mà. Chắc là không phải đâu ạ. Chủ tịch Phan Anh mà xuống là tôi nhận ra ngay. Thằng công nhân kia trông nó như thế nào? Tôi thấy nó chẳng có gì đặc biệt cả. Nó xuống là chui vào làm luôn. Với lại tôi còn phải tiếp đón giám đốc Tuyền nên không có thời gian để ý đến nó. Nhìn cô Vân không giống đang nói dối tôi. Như vậy là sao nhỉ? Giám đốc Long, anh tính sao ạ? Tôi nhận được tiền rồi. Cảm ơn giám đốc Long. Đây là tiền mà tôi đã hứa với anh. Về tiếp tục kế hoạch cũ cho tôi. Nếu như mất thêm mấy tổ thợ nữa thì chắc chắn công ty JB không còn cơ hội để hoàn thành đúng tiến độ đâu ạ. Rất đồng ý tôi. Nếu như vậy thì JB vì đền bù hợp đồng mà phải phá sản. Lúc đó chức trưởng phòng thi công của tôi cũng sẽ mất. Tôi đã lo liệu xong rồi. Đến lúc đấy tôi sẽ nhận anh về công ty tôi làm. Chức vụ vẫn thế, lương cao hơn. Không phải lo đâu. Nếu được như vậy thì tốt quá. Cảm ơn giám đốc Long. Anh nên nhớ, làm việc cho tôi, không bao giờ sợ bị thiệt. Vâng, vậy tôi xin phép về làm luôn ạ. Tuyền ơi là Tuyền, 5 lần 7 lượt em từ chối anh. Đây sẽ là một món quà anh dành cho em. Để đến lúc công ty em phá sản rồi, em còn cao ngạo từ chối anh nữa không? Xin chào chủ tịch Phan Anh. Chào anh, có chuyện gì vậy? À, đang giờ nghỉ trưa, tôi đi ra ngoài cho thoáng. Không nghĩ là gặp anh ở đây, chúng ta tình cờ thật đấy. Đúng là có chút tình cờ, tôi cũng vừa gặp đối tác gần đây xong. À, vâng ạ. À, tôi có thể ngồi đây không? Được, mời anh ngồi. À, cảm ơn anh. À, chủ tịch Phan Anh, hôm vừa rồi tôi có nghe thư ký Vân nói anh xuống thị sát khu đô thị phía đông thành phố đúng không ạ? Hôm đó hẹn anh rồi, nhưng tôi lại bận. Anh thông cảm nhá. Chủ tịch khách sáo rồi. Sắp tới đây, chúng ta là đối tác chiến lược, cùng tiến cùng lùi. Mấy chuyện nhỏ nhặt đó có vấn đề gì đâu ạ. Hôm trước tôi có nghe cô Vân báo cáo lại rồi. Mấy hôm nữa đỡ việc, chúng ta bắt đầu ký kết hợp đồng. Anh thấy sao? Vâng, cảm ơn chủ tịch rất nhiều ạ. Hợp tác đôi bên đều có lợi thôi. Giám đốc Long không cần khách sáo đâu. À phải rồi, không biết là hôm trước chủ tịch xuống thị sát cảm thấy thế nào ạ? Tôi nghe nói dạo này công ty JB xảy ra rất nhiều vấn đề. Không biết có làm anh phiền lòng không ạ? Giám đốc Long có vẻ quan tâm về vấn đề này nhỉ? À, không giấu gì anh, tôi và giám đốc Tuyền bên JB là chỗ quen biết cũ, nên là tôi quan tâm một chút thôi ạ. Vậy à, nay tôi mới nghe nói đấy. Thư ký Vân, không hiểu hôm nay cô gọi tôi đến đây là có việc gì thế ạ? Không phải tôi, mà là chủ tịch của tôi muốn gặp cô. Nguyên nhân là gì, chắc cô cũng đoán ra phần nào rồi đúng không? Tôi là người trực tiếp làm việc với cô. Lúc ký, quả thật tôi rất là ưng. Nhưng mà gần đây cô làm tôi khá là thất vọng. Chuyện này là sao vậy? Thư ký Vân, thực ra trong chuyện này có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa cũng là do tôi quản lý chưa tốt. Hôm nay ở tại đây, tôi muốn xin lỗi cô vì đã làm cô thất vọng ạ. Chủ tịch ạ. Sao vậy? Cô bất ngờ lắm đúng không? Hóa ra anh là chủ tịch tập đoàn ABA ạ? Mời hai người ngồi. Chắc là cô biết tôi gọi cô đến đây là có mục đích gì rồi đúng không? Chủ tịch, tôi biết là công ty tôi dạo gần đây xảy ra rất nhiều vấn đề, nhưng cũng không hoàn toàn như anh nghĩ đâu ạ.
mà có rất nhiều nguyên nhân sâu xa. Mong là anh sẽ cho công ty tôi một cơ hội để khắc phục ạ. Cô thấy sao? Dạ, trước khi ký hợp đồng thì em cũng tìm hiểu kỹ về công ty JB rồi. Em thấy so với bây giờ thì không hoàn toàn giống nhau. Hay là anh cứ nghe cô ấy trình bày đã, rồi quyết định sau được không ạ? Cảm ơn thư ký Vân ạ. Tôi đồng ý với quan điểm của cô Vân. Cô cứ nói đi, nếu như tôi cảm thấy hợp lý, tôi sẽ cho công ty cô một cơ hội. Dù sao, tiêu chí của tôi là hợp tác cùng nhau phát triển, chứ không phải là hạ bệ, triệt tiêu nhau đâu. Dạ vâng, em cảm ơn chủ tịch rất nhiều ạ. Anh làm cái gì bây giờ mới đến? Xin lỗi anh, hôm nay có mình tôi nên là hơi bận. Trưởng phòng Hiếu tận tâm với JB như vậy, chắc là cũng không muốn sang bên công ty tôi đâu nhỉ? Anh cứ đùa, hôm qua tôi đã nói chuyện thêm với hai thằng thợ cả nữa rồi. Chúng nó hứa cuối tuần thanh toán tiền xong, chúng nó sẽ kéo thợ đi hết. Anh cứ yên tâm. Khi nào JB chưa phá sản thì tôi chưa yên tâm được. Tôi hiểu, anh cứ bình tĩnh. Hai tổ thợ này sơ sơ cũng gần 50 người rồi. Nếu mà họ kéo đi hết thì JB chỉ có nước phải đền bù hợp đồng thôi. Mà chiếu theo những thỏa thuận đã ký, nếu mà họ đền bù thì chắc chắn là phá sản. Tôi cũng mong là như vậy. Chứ chờ đợi Tuyền bao nhiêu năm, tôi mệt mỏi quá rồi. Anh đối với sếp Tuyền đúng là mối tình si. Đáng tiếc. Được rồi, hôm nay tôi có việc, đi ngang qua đây nên xem tình hình thế nào. Anh về làm việc đi, tránh hiểm nghi. Vâng, vậy tôi xin phép. Giám đốc Tuyền, sao cô lại ở đây? Dạ, chào chủ tịch. Xin lỗi đã để anh chờ lâu. Vâng, không sao ạ. Mời anh ngồi. Dạ, chủ tịch. Chúng ta có thể bắt đầu công việc được chưa ạ? Bắt đầu gì nhỉ? Bàn chuyện hợp đồng để ký kết, trở thành đối tác chiến lược. Không lẽ anh quên rồi ạ? Tôi nhớ. Nhưng mà tôi nghĩ đối tác chiến lược của tập đoàn tôi không phải là công ty anh đâu. Tuyền, chắc này ở đây. Anh ngạc nhiên lắm đúng không? Chuyện này là sao ạ? Giám đốc Tuyền, cô nói với anh ta đi. Cảm ơn cô ạ. Anh Long, tất cả những trò bẩn thỉu anh cấu kết cùng trưởng phòng Hiếu bên tôi đã biết hết rồi. Mà đen cho anh là chủ tịch Phan Anh cùng thư ký Vân cũng đã biết. Chuyện ký kết hợp đồng lần này. Tuyền, em nói gì anh không hiểu. Anh có cần tôi gọi trưởng phòng Hiếu sang đây để đối chất không? Anh Long, anh có nhớ trước đây tôi từng nói gì với anh không? Dạ chủ tịch. Sao Huy hiện nay cá lớn nuốt cá bé. Anh lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, lẽ nào anh lại không hiểu? Anh Long này, điều đó đúng với một số người nhưng lại không đúng với tôi. Anh muốn trở thành đối tác chiến lược với tập đoàn của tôi nhưng lại không hiểu tiêu chí của chúng tôi như thế nào. Vậy thì lý do gì để tôi đồng ý đây? Anh Long, hôm nay phiền anh công cốc một chuyến rồi. Rất xin lỗi anh. Sau này chúng ta còn rất nhiều cơ hội để gặp nhau, nhưng chắc chắn không phải để hợp tác đâu. Dạ chủ tịch, tôi biết là mình quá đáng. Mong chủ tịch giơ cao đánh khẽ. Mời anh về cho. Mời giám đốc Tuyền ngồi ạ. Chủ tịch, chuyện hôm nay thật sự là cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cô chẳng qua cũng chỉ là nạn nhân bị hãm hại thôi. Hơn nữa cũng nhờ chuyện này mà tập đoàn của tôi tránh được việc hợp tác với một đối tác không có tâm. Xem như chúng ta không ai nợ ai cả. Dạ vâng,
Tôi nhất định sẽ gọi những đội thợ rời đi trở về để đảm bảo đúng tiến độ ạ. Anh yên tâm. Được vậy thì tốt. Cô Tuyền, đây là những điều khoản để trở thành đối tác chiến lược với tập đoàn tôi. Cô mang về nghiên cứu kỹ đi. Nếu như không có vấn đề gì, có thể qua tập đoàn tôi để ký kết. Thật ạ? Dạ vâng. Tôi nhất định sẽ xem kỹ ạ. Cô là người có trách nhiệm, có tầm nhìn. Hãy cố lên.